Sáng nay em có lên clip một bộ mẹ con đực 3B nha anh chị. Đó, kem 3B, mẹ 3B đẻ lứa đầu tiên anh chị, bầu sữa lúc lắc luôn. Đó, con nè anh chị ơi. Lưng chẻ đôi luôn nha anh chị. Đang thai đồng sữa đó anh chị ơi, lưng chẻ đôi luôn nè. Chân móng hoàn thiện. Bò này bầu sữa lúc lắc luôn nè anh chị ơi. Đó, bầu sữa lúc lắc luôn. Uống vú dừa chân luôn anh chị ơi. Đó, bầu sữa đó anh chị ơi. Thì anh chị gần xa thích cái bộ mẹ con này cứ liên hệ em. Giá là 39 triệu 500 tấm bán tại chuồng nha anh chị. Thì anh chị gần xa thấy giá cả hợp lý cứ điện thoại nhanh tay nhấc máy gọi em. Đó thì con bò chữa giờ cũng 30 ba mấy triệu rồi anh chị ơi. Đó thì mẹ con giá này là em thương lượng sát giá cho anh chị rồi. Đó thì con bò con cũng mét là 7 là 8 rồi anh chị ơi. Đó. Bao lực cho mẹ con này luôn. Bao chân móng. Bao lội luôn anh chị ơi. Đuôi một chùm đuôi luôn đó, con lực lắm anh chị ơi. Đang bú đó. Đó thì con mẹ cũng yếu mét 3 nha anh chị. Đó thì mới đẻ lứa đầu đó anh chị ơi. Xé tích sau đây em quay lại xé tích cho con mẹ nè, con mẹ xé mặt nè. Xé lưng nè anh chị. Hiện dạng bao ăn uống luôn anh chị ơi. Thùng lớn đòn dài. Đó thì giá vậy quá hợp lý anh chị ơi, 39 triệu 500 giá chốt tại chuồng. Đó thì lâu lâu mới có bộ mẹ con whip hàng độ anh chị. 3B nha anh chị, thùng quá lớn không? Đòn quá dài. Đó, đang bú đó anh chị ơi, cận cảnh bú luôn. Đó thì anh chị thấy 3B thì bao mắt sữa anh chị. Nó thì giờ là phong trào nuôi 3B lấy con anh chị. Đó thì con nào nhiều thịt nhiều tiền anh chị ơi, 3B mình gieo kem, gieo 3B ra đít muối nha anh chị, đít thúng. Đó, con nào mỗi con giá trị khác nhau nha anh chị, nhiều thịt nhiều tiền. Hộp sữa nè anh chị ơi. Đó, hiện dạng bao ăn uống luôn. Đó, giá cả thì giá chốt tại chuồng 39 triệu 500. Anh chị gần xa thích cái cặp bộ mấy con này liên hệ em.